Xin chào quý anh chị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với bản tin phân tích nhà thị trường đối với cặp tỷ giá UCRF. Trên biểu kỹ thuật thì quý vị có thể thấy rằng ngày tối ngày hôm qua thì đã có một thành viên của FOMC phát biểu thì đã giúp cho UCRF tăng điểm trở lại. Tuy nhiên thì trước đó thì tín hiệu giảm của UCRF đã được khẳng định khi mà một đường uptrend của tỷ giá này đã được phá vỡ, và ngày hôm qua UCRF đã có một hành vi giá, nó là test lại cái ngưỡng cản chính là cái đường chen, sau đó có sự sụt giảm trở lại. Thì nếu như mà tối hôm qua thì ai mà chúng ta canh thị trường thì chúng ta hoàn toàn thiết lập những lệnh bán tại đây. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta hiện thì chúng đã tỷ giá đã chạy và cũng đã bước vào một chu kỳ muộn. Trên biểu đồ thì H1 chúng ta có thể thấy ngay rằng UCRF sau khi có một sự hồi phục giảm mạnh mẽ thì đã có một sự hồi phục trở lại. Thì cái ngưỡng hồi phục nó chính là nằm cái ngưỡng, đó là cái Fibonacci chúng ta thấy. Như vậy thì khi kẻ xong Fibonacci thì chúng ta thấy rằng cái vùng cản mạnh nó đã nằm quanh chính tại cái ngưỡng đó, chính là cái vùng từ Fibonacci 61.8 tại cái vùng này. Đó, quý vị thấy. Như vậy thì hiện nay đối với theo cá nhân tôi thì UCRF đang có một cái biên độ dao động với một cái biên sideways, đó là nằm quanh cái vùng từ cái vùng ngưỡng từ 1.0030 cho đến cái ngưỡng 0.9889. Đấy là cái vùng, nó chính là cái vùng cản của cái vùng xoáy cản của Fibonacci 61.8 và 38.2. Tuy nhiên thì với một đường uptrend mà đã bẻ vẫy thì xu thế giảm hiện nay đã có thể là gọi là củng cố hơn khi mà đường downtrend được uptrend được bẻ gãy và UCRF có thể sẽ sự giảm trở lại. Như vậy thì với chiến lược giao dịch cho ngày hôm nay thì chúng ta cần phải quan sát các ngưỡng. Nếu như quý vị nào muốn bán ngay tại cái ngưỡng hiện tại thì chúng ta phải cắt lỗ tuyệt đối, tức là chúng ta phải cắt lỗ trên cái vùng 1.0051. Bởi vì trường hợp giá xuyên phá qua thì chúng ta phải cắt lỗ ngay, bởi vì target nó sẽ quay trở lại cái vùng đó là 1.02. Tuy nhiên nếu như quý vị muốn chờ bán một cách an toàn thì chúng ta sẽ chờ bán khi giá được giao dịch dưới cái đường đường Fibonacci 38.2, hay nói đúng hơn có thể dịch dưới cái vùng 0.9895, chúng ta có thể bắt đầu có thể giao dịch những lệnh bán. Những lệnh bán này thì mục tiêu dài hạn của chúng ta nó sẽ nằm có thể đạt về cái ngưỡng trước mắt, đó là 0.9661, chính là cái vùng đáy cũ mà UCRF đã được tạo lập lại thị trường đó. Như vậy với UCRF hiện nay thị trường đang được dự báo là đi ngang trong những cái phiên biên độ rộng, đó là từ cái vùng 61.8 vùng 38.2. Tuy nhiên thì đà giảm đã được thể hiện khá là rõ, chúng ta sẽ canh bán khi bán cái vùng này, và chúng ta sẽ bán khi giá xuyên phá vùng 38.2, chúng ta sẽ chốt lời về vùng dưới, đó chính là cái ngưỡng 0.96661. Như vậy chiến lược giao dịch cho cặp tỷ giá UCRF trong xu hướng trung hạn trên biểu đồ H1, chúng ta sẽ canh bán tại cái mức giá hiện tại, điểm chốt lời nó sẽ nằm quanh cái ngưỡng đó chính là 0.9663. Chúng ta sẽ dừng lỗ tuyệt đối khi giá xuyên phá lên cái ngưỡng 1.0449, thì đó chính là cái bản tin nhận định thị trường của UCRF của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.